Chim cảnh đất Việt xin chào các bạn nhé. Thì hôm nay xin chia sẻ với các bạn một chút về cái vấn đề mà con chim nó bị đi ngoài phân trắng phân xanh mà mình đã từng nói với các bạn rồi đấy. Và mình bị trường hợp này cũng khá là nhiều lần, bởi vì những con chim mà mới về thì nhiều khi nó cũng bị đi ngoài, hoặc là do quá trình mà đặc biệt cái thời tiết hiện nay ngoài mình ấy thì nó mưa rất là nhiều, độ ẩm rất là cao, thì nó có thể là sinh ra cái nguồn bệnh mà con chim nó bị đi ngoài. Thì đây các bạn đang nhìn thấy là cái con gáy của mình là vừa rồi là nó bị đi ngoài phân trắng phân xanh đấy, cho các bạn xem. Đây mình đặt ra đây, các bạn đang nhìn cái phân của nó này, cái xanh xanh lè kia kìa, là cái phân mà cách đây khoảng 2 ngày là nó bị đấy, 2 ngày là nó bị. Thế còn cái phân mà tròn tròn đây này, đến ngày hôm nay ấy là phân đã tròn và khô khô như thế này rồi đấy. Đây, cái phân này này tròn và khô như thế này thì là ok này, đến ngày hôm nay là ngày thứ 3 đấy. Cách đây khoảng 2 ngày thì mình dọn lồng thì mình phát hiện ra là nó bị đi ngoài phân trắng phân xanh xanh lét này, này. Đấy, mình thấy rất là rõ. Thì mình xin giới thiệu với các bạn, đây là cái thuốc mà thì có rất nhiều loại thuốc khác nhau, nhưng mà đây cái thuốc có lẽ rằng là mình sử dụng nó khá là hiệu quả rất là nhiều rồi, rất nhiều lần thành công rồi đấy. Các bạn nhìn này, đây là cái lọ thuốc nhỏ này đấy, tên nó tên tiếng Anh là VAQUINO10 đấy, đặc trị gà dù gà toi phân trắng phân xanh này. Đấy, cái này là dạng nước nhé, đây này dạng nước. Thế thì mình vặn cái này ra và mình nhỏ vào cống nước cho nó. Đây, nhỏ vào cống nước thôi, nhỏ tầm khoảng 10 giọt đấy, 5 đến 10 giọt. Bạn nào cảm thấy nó nặng thì nhiều hơn, thực ra mình chả đếm giọt đâu, mình cứ nhỏ nhỏ và ít ít vào đấy là được, đừng nhỏ nhiều quá nó quá liều thì có lẽ là nó sẽ không tốt nhé. Đây, cái tên đây mình quay rất là rõ, các bạn có thể tìm mua nhé. Đấy, ngoài ra hôm đó thì mình có cho uống thêm này, đây là cái gọi là cái gì, men tiêu hóa. Đây mình có mua cả một gói men tiêu hóa, mình trộn chung với thóc đấy cho ăn đấy, cũng rất là tốt. Ở ngoài Hà Nội ấy, thì các bạn mua nhiều nhất ở trên ở ngoài đường Trường Chinh, ngoài đường Trường Chinh ấy thì có một tiệm thú y thì họ có bán đấy, thì các bạn có thể tìm mua ngoài đó. Thế đây là mình chia sẻ với các bạn thôi, còn rất nhiều cách khác, nhưng mà có rất nhiều bạn chị khác nhau, nhưng mà đây mình chia sẻ cái mà mình đã thành công rất nhiều lần. Đấy, nhưng mà quan trọng nhất là các bạn phải phát hiện đúng, đủ và kịp cái thời gian đấy. Ví dụ mỗi ngày mình kiểm tra nó một lần, mình cảm thấy nó có hiện tượng bất thường cái là mình có thể là mình trị nó ngay thì nó khỏe đấy. Hôm nay là sang ngày thứ 3 rồi, nó rất là khỏe, phân đã khô rồi. Cái hôm trước là phân xanh lè nó còn nguyên đấy và ra cả nước luôn. Đấy. Thế thì hôm nay mình chia sẻ các bạn một chút thôi. Đấy, hy vọng rằng với cái chia sẻ cho nhỏ này thì sẽ giúp ích được cho các bạn cùng cái thú chơi đam mê này. Và mình cũng rất muốn là các bạn có thể là chia sẻ cùng với mình, cũng như là tất cả các anh em đam mê cu gáy và chim cảnh nói chung, để chúng ta có được một cái cách chăm sóc cho chú gáy tốt nhất. Mình lưu ý nhé, vào cái mùa nồm ẩm và mưa nhiều như thế này, đặc biệt ở ngoài Hà Nội thì mưa nhiều quá cũng không tốt, và nó gây ra cái bệnh tật cho con chim của mình. Thứ hai là nắng nóng quá cũng bị đấy. Thế thì các bạn hãy đăng ký thành viên miễn phí kênh Chim Cảnh Đất Việt trên YouTube nhé, để cập nhật nhiều nhất video mà mình đăng lên. Mình chia sẻ rất nhiều và rất mong các bạn có thể là cùng chia sẻ với mình, cũng như tất cả mọi người cùng hỏi lẫn nhau nhé. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này. Xin chào tất cả các bạn.